Xin chào tất cả các bác nhé. Bây giờ thì em đang có mặt ở ngay Trung Quốc các bác ạ. Buổi sáng đi rất là sớm, chờ đợi 3 tiếng đồng hồ em mới tức là mới qua được cái chỗ trạm kiểm soát rất là đông. Hôm nay là chợ phiên ở bên Trung Quốc ạ. Nên là em cũng muốn là đưa các bác đi xem một chút ở bên Trung Quốc, cũng như là chợ phiên của Trung Quốc sẽ sau 4 năm cách ly sẽ có cái gì thay đổi hay không nhé các bác. Và thật sự mà nói thì em có mang tức là mang một cái camera hành trình ấy qua đây để mà đi ghi lại cái khoảng khắc ngày hôm nay thì rất là khó, mà họ phải kiểm tra rất là nghiêm ngặt các bác ạ. Đây đường phố ngay ở bên tức là ngay cái cửa khẩu Ma Lù Thàng của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ạ. Thì từ cái vị trí này, các bác, từ vị trí này mình nhìn sang bên kia là Việt Nam nhá, ở bên này là Trung Quốc. Thấy rằng là họ đang xây dựng những cái hàng, những cái bờ rào ở đây chắc là tu sửa lại ạ. Từ đây ra ngoài chợ rất là xa nha các bác nhé. Vừa qua đây thì mọi người, những xe ôm, người Trung Quốc đã hỏi là mình đi đâu hay đi làm gì. Cũng lâu rồi không sang Trung Quốc nên sang rất là hồi hộp. Có nhiều cái không biết là có thay đổi gì hay không anh bác. Đường xá ở đây cũng đang tu sửa như vừa nãy em nói, nên là rất là bật bừa bột. Ở bên này thấy người Trung Quốc đeo khẩu trang rất là tốt, không biết là còn có dịch không đây. Nhưng mà người Việt Nam từ bên kia sang thì ít khi đeo khẩu trang lắm. Trên này là những cái ngôi nhà đang xây dở đây. Trung Quốc ít xe máy nữa các bác ạ, toàn là thấy ô tô là nhiều thôi. Đây là chúng là nông thôn thôi. Nông thôn ngay ở gần cửa khẩu á, thì chắc là mọi người sẽ rất là giàu. Khi mà lâu lâu mình đến một lần như này á, thì chắc có lẽ là em cũng chán luôn. Lần sau chắc là chẳng muốn đến nữa. Bởi vì là chờ đợi ở chỗ xuất nhập cảnh á, quá lâu, hơn 3 tiếng đồng hồ. Là về một lần mình cũng cảm giác là ngán luôn đó các bác. Khu này không biết là cái vị trí này không biết có địa điểm nào du lịch không. Hôm nay thì em mới có đem theo là 350 tiền Việt thôi nha các bác nha. Tức là đổi ra tiền Trung Quốc là được 100 đồng. Thì em xem là lát nữa mình ra ngoài chợ phiên rồi đi chơi ở đây xem là ở ngoài ra thì có thể là em sẽ đi một số những nơi ở nông thôn cho các bác xem. Hình như là chỗ này là cái đầu chợ rồi nha các bác. Từ đầu chợ, từ cái vị trí này, ở bên trên này có một cái chỗ công viên. Thấy là đường xe còn rất là đông. Mình hỏi nói chuyện với cô một tí. Cô vừa yêu anh đã trông cỏ. Trông cỏ miên. Như vừa yêu mình nàn á. Như vừa tài can hơi nào. Hơi xe yếm nó tỏ này. Như này bắt đầu mình mà. Như này bắt đầu biểu chiếm mà ọ. Cô vừa yêu em như biểu chiếm à. Như là hơi á. Hơi nào phát nha nè. Như vừa mình đã dẻo tê. Nói chuyện với cô một chút, cô là người dao đỏ ở bên Trung Quốc. Để ý một tí đi. Đây là bắt đầu vào cái chỗ đầu chợ rồi đúng không? Chợ phiên có lẽ là đầu tiên tức là sau 4 năm do dịch Covid-19 á, thì cách ly và cấm biên bây giờ mới được mở lại. Cái này cũng là chợ phiên biên giới của Trung Quốc, nhưng mà chính xác là chỉ có hầu như là người Trung Quốc buôn bán thôi. Người Việt Nam thì có buôn bán nhưng mà rất ít nha các bác. Hello. Cái này. Cái này này treo hả ổ. Ờ.
Nhưng mà chỗ này là đường to thôi, đi huyện Kim Bình là đi từ đây đúng không anh? Toàn thế hoa quả này. Ở đây dép Việt Nam cũng có. Ôi dâu tây nhiều nhở đây này. Dâu tây họ để vào cốc rất là đẹp. Những cái hoa quả này ở Việt Nam cũng đầy luôn. Không biết là chính xác một cân bao tiền thôi. Ê chín chứ tao à? Ê chín chứ tao à? Sức khỏe. Hơn nọ. Chứ tao. Ủa như cái chân vịt hay sao? Ôi toàn thấy hoa quả với bánh kẹo này. Đây là những cái cuối bánh kẹo. Tí nữa. Đói chưa? Tí đi ăn, bát bún của Trung Quốc thử xem nào. Hả? Mua loại nào? Tùy mình chọn. Chọn xong cân. Đây để xem nào, sang bên này xem. Ôi ôi, các bác thấy này, quả ớt này. Rồi là đây là những cái ớt khô. Rất là nhiều luôn. Mùi bột ớt lắm. Đông thật sự luôn ấy. Cái gì? Cái này gì? Thuốc Lào à? Bên này là thuốc Lào đúng không? Thuốc Lào Trung Quốc này. Cái này là thuốc Lào. Rất là nhiều loại thuốc Lào luôn. Đây các bạn này, vừa qua thấy là người dân bên này phát được rồi. À, tờ rơi đây. Cái này tờ rơi này không biết là chắc là tuyển dụng đấy. Đây là chắc tờ rơi tuyển dụng. Tuyển dụng việc làm ạ. À. À bên này là bên Việt Nam mình đem mang về đây bán. Nếu mà tính ra thuốc Lào thì là phải là thuốc Lào thượng hạng. Bởi vì những cái ống điếu này. Ống điếu to khủng khiếp nhỉ. Thuốc Lào Trung Quốc đa dạng nhỉ anh nhỉ. Nhiều màu sắc lắm. Yên nan ha. Cái cô bữa mà nhiều cái nè. Ờ, chạy muôn đi à. Ờ. Đây này bà bán bạc đây. Ủa rồi có họ. Là người giao đỏ, người giao không biết chính xác gọi là người giao gì. Ở Việt Nam cũng có tương tự, nhưng mà ở bên Trung Quốc thì có một số cái hơi khác một chút. Trung Quốc thì rất là nhiều xe ba bánh nha các bạn. Xe ba bánh vẫn là một trong những cái xe để đi lại như cái xe ôm của Việt Nam mình ấy. Sao bên này đi. Khu này là người Việt Nam mình bán mang, người bán hoa quả là chủ yếu. Chứng tỏ thực ra thì chợ này á không có lớn bằng những cái chợ ở cửa cải ngày trước. Đây là con ba ba chứ. Đây là con ba ba. Cái này một con bao tiền? Hỏi bán tiếng Việt xem nào, chú có biết không? Mà cô mai này chắc không chè? Ờ, bia khoai. Ờ. Mà cá bao nhiêu? $4 à? $3 là nhẹ nhở? Nhẹ không luôn đấy. Những cái đôi gen là nhẹ không. Không biết là có chắc không các bạn.
答着可不得。sau một hồi đi quanh quanh á, bây giờ thì em là vợ đi mua ít đồ các bác nhá, mua ít đồ ở bên Trung Quốc đem về, lâu lâu sang đây một lần á, đưa các bác đi xem chợ phiên một chút. Những cái bánh kẹo đây là không biết là như nào. Xong thấy ai nhỉ? Bán hai quán á, hai quán kẹo luôn á. Quán trên kia à? Ớt một cân bao nhiêu đây? Bạn, ớt này một cân bao nhiêu? Cái này á? Ừ. Nó là bao nhiêu? 5 đồng một cân, 6 đồng. 5 đồng á? À. Đừng quay à? Đừng quay à? Đừng có quay đâu. Quay xấu lắm, đừng có quay nhá. Không sao. Mẹ... xấu lắm. Quay đi mua đồ Trung Quốc tí. Lên khắc sinh mà. Lão bạn, tôi yên rồi mà. Tên của san hô là cái gì vậy nhỉ? Khoa nắng vùng cao. Khoa nắng vùng cao. Một cân 20 đồng. Nhưng mà một cân của nó liệu có một cân của mình không đây? Thế thì chết rồi. Không lấy không? 5 lạng thôi. Mấy cái này mới về đây. Mười lù. Mười đồng à? Mười đồng. Đây. Đây, 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 tiền. Mười đồng. Nó mua ớt gì? Những cái ớt dần dài á. Thế em nói tiếng Trung Quốc nhé. Anh đi sao? Anh đi theo. Để chủ tịch đi mua đồ á, nghe bác. Ớt này á? Ớt này to thế. Ê, chị đi tao à? Đi tao? Lù khoai. Bao nhiêu? Lù khoai. Không, không nhớ đâu. Bởi thế mới buồn cười. Cái này một cân bao nhiêu nhỉ? Nhưng mà cái này sao mà dài thế? Sợ thật á, bên Việt Nam mình ngắn tú nè. Còn đây nó rất dài luôn nhá. Chị cho này. Xin ra, xin. Xin. Phải xin ra. Sữa khoai. Nhưng mà hình như là cân này là một cân của Việt Nam là tính hai cân của Trung Quốc thì sao? Sữa khoai này. Đây. Mười không phải. Sữa 14 hay là bao nhiêu ấy? Không phải đâu, nghe là biết rồi. Em không biết nghe thế nào luôn này. Sữa khoai. Đang đi học tiếng Trung. Vừa mua một cân ớt mà 12 đồng. Tính ra tiền, nếu mà tiền Trung Quốc á, thì là chỉ có là tức là 12.000 thôi. Nhưng mà tiền Việt Nam mình ấy thì sẽ là 12 đồng ấy. Bây giờ là 3.500. 3.500 một đồng nhé các bác. 10.000 à, 10 đồng đã là 35.000 rồi. Còn 2 đồng nữa. Hoa quả có mưa không? Nếu không thì thôi mưa ở Việt Nam đi. Việt Nam nó cũng giá nó cũng gần giống nhau thôi. Khu này mọi người cũng ở đây ăn uống này. Thế là khá đông. Hình như là em biết Anh đúng không? Có. À, em ở chỗ nào? Em ở Úc Gia. Ở Úc Gia? Hai em đều ở Úc Gia.
Không có. Trước lấy tiền kia bọn em đi đấy. Thế là bọn em về hai em thôi, tự nhiên là không đi cùng ai à? Hai bọn em cứ đi. À, sắp về chưa? Vừa mới đến mà. Chắc giỏi tiếng Trung lắm nhỉ? bọn em đếm ngón chân cho người ta. À, ok. Sao đếm ngón chân? Anh ơi, cho em xin tên để bọn em về con xem. Rồi, ok. Hoa nắng vùng cao ấy. Em tìm trên YouTube đấy nhá. Ok, bọn em ăn nhá. Ok, bye. Như Duyên ăn ra á? Duyên tần à? Những anh em Trung Quốc có hỏi à? Có hỏi à? Kênh YouTube bảo là không biết nói. Vừa gặp mấy cái cô gái người Dao ở trên này thì nói chuyện một chút là khiến cho mấy anh Trung Quốc cũng hỏi luôn. Bây giờ mình đi tiếp bên này là vừa nãy là em chưa có xuống dưới này. Đi chợ như này cũng nhiều cái mà biết nói thì cũng vui, không biết nói cũng vui vui một chút. Vừa đi quanh á, không có kiếm được bún ăn, tức là có nhiều chỗ là biển treo như những cái quán bún này, không có biển. Nên là mình rất là khó để mà thấy là tìm bún. Đây là một cái quán bún, mình vào ăn thử bún Trung Quốc xem nhé các bạn. Đây. Bao nhiêu tiền một bát? Bốn mặt chìa khoa nhá. Ờ, xem nào. Nhàn chìa khoa như thế nào? Ăn 10 đồng thôi. Mười đồng có làm không anh? Có đúng không? Bà chủ xinh gái. Xem nào. Hiểu nó trung hiểu luôn. Bà chủ xinh gái thật mà. Cái gì cũng được, thử một bón thực cẩm xem này. Thực cẩm thì không biết nói như nào. Bây giờ bảo làm 3 bát đấy. Đi ở San. Đây là có nhiều món lắm thôi. Thịt gì cũng được, thịt này cũng được, à, thịt này á. Ngồi đây chờ bát bún. Làm bún một cái chỗ đó là không có, tức là không có đeo găng tay á, là mình nhìn thấy nhiều khi người mình trực tiếp làm ấy thì mình thấy là nó hơi giống như kiểu là, thực sự mà nói thì lúc không muốn ăn lắm, nhưng mà mình thử xem, bắt buộc đến đây thì thử bát xem như nào nha các bạn. Đây này là người đang làm rồi đấy, không đeo găng tay. Có găng tay rẻ không mà sao không đeo găng tay nhỉ? Đây, xem một bát bún của Trung Quốc xem như nào. Đây là cái đũa mới, tưởng là đũa cũ. Ơ, bây giờ là muốn ăn ớt là đi tự biên kia lấy sao anh nhỉ? Cái này 10 đồng tương đương là 35.000. Ui dồi, 35.000 một bát bằng một bát mì. Cho các bác xem một chút nha. Xem thử xem có cay không đã. À, đã cay rồi, đây lại thêm ớt nữa thì toang đấy. Đã rất cay rồi. Thôi em ăn luôn như này thôi. Sáng em cũng không ăn đấy, mời các bác ăn bún Trung Quốc cùng với em nhé. Trung Quốc là nó nhiều gia vị quá nhỉ. Nó nhiều gia vị, cũng ăn cũng tạm tạm một chút. Ăn bún rồi. Không biết cái này là quả gì nữa các bác. Hình như là thảo quả thì phải ấy. Không phải.
À đúng rồi, thảo quả các bác, rất là thơm luôn. Bây giờ em cán xong một lúc mới mới thấy là ngửi thấy mùi thơm của thảo quả. Cái này gì? Rau chua. Cho tí rau chua vào. Bát bún của Trung Quốc. Cho tí rau chua vào ăn thử. Có chua không? Hả? Đây chủ tịch đi ăn. Ăn ở Trung Quốc. Tại vì nó có nhiều gia vị nên hơi lạ một chút, lạ khác hơn một tí. Vừa ăn xong tưởng là ba người 30 đồng tí nó lại thành em không biết bao nhiêu đồng. Ơ nhưng mà không có tam gì nhỉ? Tam gì nó không có luôn. À đây đây có đây. Ui. Tam Trung Quốc to như này các bác ơi. Rất là to luôn nhé. Có phải không đấy? Tí lại thành đoạn này xe rất đông này các bác. Các bác ơi, anh em đi chơi một chút thì có cả tức là người Thái bên Trung Quốc ấy, có mời một số anh em ở trong ở trên chỗ em đi cùng á vào trong này để ăn uống, thì vào đây chơi với mọi người một tí. Thân thiệt đấy nhỉ. Đây đây là có anh Thuật là Lai Châu quê tôi và các anh đi cùng nữa, bên này là các bác ở bên người Thái ở bên này. Em vào đây anh quay cho. Vâng. Vâng, vâng. Ta đây tuyệt vời quá, anh em mình gặp nhau ở bên Trung Quốc. Bên này người dân quá là thân thiện với người lạ như mình dù là ở Việt Nam. Đây là những cái món ăn cực ngon luôn nhá. Em quay ra đây, em quay ra đây. Dạ. Đấy, các bác thấy chưa? À, đây là các bác ở bên Trung Quốc. Đây, anh cầm cái nào của em. Ôi rồi, nhưng mà người Thái nhá, là đi đến đâu ở Trung Quốc hay là ở đâu cũng như nhau à? Anh Thuật. À, người Thái ở Trung Quốc hay là người Việt Nam thì đi đâu cũng tình cảm như thế em. Dạ. Đấy, đối với đồng bào của dân tộc Thái là trong những cộng đồng rất là mạnh và rất là tình cảm và giữa Thái Tây Bắc của Việt Nam và Thái bên Vân Nam của bên Trung Quốc thì có tiếng nói là giống nhau. Ừ. Đấy. Nhưng mà các bác ở đây thì anh có hỏi thử là tức là các bác là nhà ở trong gần cửa khẩu này hay là các bác là ở xa về đây? À. Bác Hải ấy, bác Hải chú huyện Kim Bình à? Chú Bình Đẻ, chú ở Kim Bình à? Chú bản nhà Bình Đẻ, tao đến bản này nhá. Ừ, bản này đi vậy. Thế là các ông các bạn là ở ngay bản này thôi. À. Gọi là bản lẻ nhưng mà thuộc huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đấy. Ừ, đúng rồi. Đây các bác xem này, những cái món ăn đây ngon chưa này? Ngon. Cái gì cũng có, đặc biệt là ớt nhá. Món nào cũng có ớt hết. Đây. Chà, đây là chà. Đây là chà. Chưa thưởng thức. Đây các bác còn cho hẳn thuốc lá nhưng mà chưa biết hút. Chưa hút bao giờ. Nên đây cũng đi chợ phiên này cũng vui nhỉ. Cảm ơn nhá. Thank you. Xin chào Việt Nam là cảm ơn. Việt Nam là cảm ơn. Trung Quốc là đây. Mời, bây giờ là có chén không nhỉ? Cảm ơn. Anh xin chào xin cái chén mời một tí. Ờ đúng rồi. Không có nước. Ở đây. Đây đây em xin tí. Đây mời các bác một chén nhá. Uống cả. Say. Say. Rượu nặng quá. Rượu. Hả? Rượu. Rượu. Rượu lại. Song sang. Ni. Tức là nói chuyện không hiểu nhưng mà vẫn uống rượu với nhau.
Thôi. Anh nếu mà đói thì các anh cơm đi ăn một tí cơm đã. Tí nữa đi xe về bụng mình ăn những cái thứ bên ngoài kia. Vâng vâng. Vâng. Mỗi thứ thử một tí ở bên Trung Quốc xem. Thực sự mà người Trung Quốc cũng người Việt Nam người ta cũng là giật mình đấy, ở cái chỗ là người ta rất là hiếu khách. Đúng rồi. Quá hiếu khách luôn. Mình với các bác là người lạ. Nhưng mà các bác rất là tuyệt vời. Sang em tí với em một điều nhá. Người Thái mà khi mình đi đâu thì đi, nhưng mà khi mà bắt được tiếng nói của nhau, tức là hiểu được cái giọng nói, ngôn ngữ nói thì rất là chuẩn luôn. Thật ra thì các đồng bào người Thái cũng muốn là ví dụ như là em là người dân tộc Giao đi, muốn là người em và ăn cơm đi, nhưng mà chưa hiểu người ta. Đúng rồi. Cả. Đúng rồi. Khi mà em, anh tất cả những người Thái thì bà con rất là mừng và vui. Sau bao nhiêu năm gặp nhau, rất là Thái Việt là Trung Quốc này. Và kích không? Và thế là anh ăn một tí rồi anh em mình xuất phát đi Kim Bình. Vâng, đi thử xem là Trung Quốc sợ muộn đấy. Em muốn thử một chút những cái món ăn của Trung Quốc, thực ra em cũng chưa ăn bao giờ. Đây, cho các bác xem thử. Đây là hình như là anh bảo ông bà không phải lấy thêm gì đâu. Anh bảo ông bà không phải lấy thêm gì đâu. Không cần lấy thêm gì đâu. Có gì ăn đấy thôi. Đi sang Kim Sang. Bảo các bác là không lấy nữa. Anh lấy số của bà ấy. Vừa nãy là gặp bà với cô. Các bác là ở ngoài chợ nên các bác mời về đây vui chơi một tí các bác nhé. Thôi bây giờ chào tạm biệt các bác đi. Anh ơi, chào tạm biệt các bác đi rồi là anh Thuật mới biết nói tiếng Thái nên là anh em mình không biết cả. Trung Quốc. Nếu mà các bác mà đến với Trung Quốc ấy, thì cùng dân tộc ấy, thì các bác sẽ thấy nhiều những cái điều hay và thú vị hơn rất là nhiều quá. Đây được giống như một cái nhà hàng vậy các bác, tức là ngoài chợ là khu vực xung quanh thì anh em vô tình gặp các bác ở ngoài chợ nói tiếng Thái, anh Thuật còn nói tiếng Thái với nhau thì các bác có hiểu. Thực ra thì đối với em thấy nhiều người nghĩ về Trung Quốc nó một cái điều gì đó nó rất là nhạy cảm, nhưng mà em khi mà em vào đến đây, tức là chính quyền thì như nào không biết, nhưng mà đối với người dân thì em thấy vẫn là như người Việt Nam, vô cùng là thân thiện đó các bác. Bây giờ thì ngày hôm nay thì em sẽ đưa các bác đi vào đến ở đây là huyện Kim Bình của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thì vào đến tỉnh Vân huyện Kim Bình xem thử xem là cái huyện của Trung Quốc, hay là xem một số những cái bản làng của bên Trung Quốc xem là có giàu hay nghèo như là ở Việt Nam hay là tương tự nha các bác nhá. Đây là mọi người thấy mình quay cũng rất là tò mò đó các bác ạ.